Lê xin mến, chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada và thưa quý vị một tuần trôi qua rất nhanh mới thứ bảy chủ nhật đây và ngày mai là thứ hai chúng ta lại quay trở lại để làm việc và một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để có thể cập nhật tin tức cùng với bản tin mỗi ngày quay trở lại với tin tức trong buổi tối ngày hôm nay thì thêm hàng ngàn xe Ford SUV đã bị triệu hồi ở Canada. Và theo Bộ Giao thông Vận tải Canada thì gần 3.000 xe SUV của Ford thưa quý vị đang bị triệu hồi vì vấn đề với kim phun nhiên liệu. Thông báo triệu hồi cho biết rằng xe Bronco Sports từ năm 2022-2023, xe Ford Escape 2022 nằm trong đợt triệu hồi trên với khoảng 2.955 xe đã bị ảnh hưởng. Và trên một số phương tiện thì kim phun nhiên liệu có thể sẽ bị nứt và nếu như điều này xảy ra, nhiên liệu có thể bị rò rỉ vào khoang của động cơ gây nguy hiểm và nó có thể gây ra nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, công ty Ford cũng sẽ thông báo cho chủ sở hữu qua thư và khuyên quý vị nên đưa xe của quý vị đến đại lý để có thể cập nhật phần mềm điều khiển động cơ nhằm phát hiện ra rò rỉ kim phun nhiên liệu nếu có. Các đại lý cũng sẽ lắp đặt một ống xả cho những xe đã bị ảnh hưởng nhưng mà không cung cấp dịch vụ thay thế kim phun và ống này sẽ cho phép xăng chảy từ bề mặt nóng xuống mặt đất ở bên dưới xe. Và hãng xe Ford cũng sẽ cho biết rằng họ sẽ cập nhật phần mềm điều khiển động cơ để có thể giúp phát hiện sự giảm áp suất trong hệ thống phun nhiên liệu. Và nếu như phát hiện thì phần mềm sẽ vô hiệu hóa bơm nhiên liệu cao áp, giảm công suất động cơ và giảm nhiệt độ trong khoang động cơ. Bộ giao thông vận tải Canada một lần nữa đã nói rằng Ford đang cung cấp một chế độ bảo hành kéo dài 15 năm hoặc là 240.000 km cho những trường hợp thay thế kim phun nhiên liệu đã bị nứt. Và đợt triệu hồi này là một sự mở rộng của một đợt triệu hồi đã được thực hiện vào năm 2022, trong đó Bronco Sport 2021-2022 và Ford Escape 2020, 2021 và 2022 cũng đã bị triệu hồi vì lý do tương tự thưa quý vị. Và vào thời điểm đó thì có hơn 53.000 xe đã bị ảnh hưởng. Và theo Reuters, vào ngày 10 tháng 4 thì Ford đã ban hành lệnh triệu hồi tương tự tại Hoa Kỳ đối với 42.652 xe. Và Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia cũng đã cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra về vụ triệu hồi này. Hàng Ford đã thừa nhận đã có 5 vụ cháy xảy ra trên xe bị triệu hồi và tuy nhiên không gây thương tích rất nặng. Nhưng mà vào năm 2022, công ty đã nói có 54 báo cáo về vụ cháy xe ở lứa tuổi vị thành niên ở các mẫu xe SUV Bronco Sport và Escape giai đoạn 2020-2022 cùng với 4 báo cáo về trường hợp bị thương. Và đợt triệu hồi này diễn ra sau một đợt triệu hồi khác đã được công bố vào tháng 1 đối với mẫu xe SUV Explorer và gần 1,9 triệu xe đã bị triệu hồi vì các kẹp dự thành đỡ nóc xe gần với kính chắn gió có thể bay ra, gây nguy hiểm cho người lái xe khác và lệnh triệu hồi cho các mẫu xe Explorer từ năm 2011 đến 2019. Năm 2023, thưa quý vị, thì các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng đã mở một cuộc điều tra sau 164 về những khiếu nại của người tiêu dùng và các cơ quan quản lý Canada cũng đang lo ngại về những vấn đề tương tự. Và cũng nói đến xe hơi, tại sao thành phố Montreal lại là trung tâm xuất khẩu xe hơi bị đánh cắp? Đọc một câu hỏi được đặt ra. Và từ giữa tháng 12 cho đến cuối tháng 3, thì cảnh sát cũng đã kiểm tra khoảng 400 container vận chuyển tại cảng thành phố Montreal và tìm thấy gần 600 phương tiện bị đánh cắp, hầu hết đều đến từ khu vực Toronto. Hoạt động này đã cho thấy cảng lớn thứ hai của Canada đã trở thành trung tâm vận chuyển chính cho việc xuất khẩu xe hơi bị đánh cắp như thế nào. Thưa quý vị, cảnh sát cho rằng đó là do vị trí chiến lược của cảng và lượng container lớn. Và trong khi các nhà chức trách lại cho biết, họ đang làm những gì có thể để có thể ngăn chặn nạn trộm xe hơi. Các chuyên gia cũng cho rằng, những hạn chế về quyền tài phán, thiếu nhân sự và tội phạm có tổ chức đang cản trở. Brian Goss là phó chủ tịch cơ quan điều tra của Hiệp hội và một tổ chức chống tội phạm bao gồm các công ty bảo hiểm đã cho biết rằng đó là một cảng rất lớn, với các tuyến đường sắt và đường bộ đến khu vực Crater Toronto và nơi có nhiều phương tiện bị đánh cắp, cảng thành phố Montreal có một vị trí rất thuận tiện cho tội phạm. Là điều tra viên của cảnh sát của tỉnh bang Ontario trong hơn 20 năm, thì ông gas đã cho biết rằng những chiếc xe bị đánh cắp được đóng gói trong các container vận chuyển ở khu vực Toronto, được cung cấp các giấy tờ giả mạo, bao gồm cả tờ khai hải quan, nêu rõ hàng hóa là hợp pháp và sau đó được vận chuyển đến cảng bằng đường sắt hoặc là xe tải. Tổ chức của ông Gatt cũng đã tham gia vào dự án Vector và hoạt động do Cảnh sát tỉnh Ontario đã chỉ đạo tại cảng nhằm triệu hồi 598 phương tiện bị đánh cắp từ tháng 12 đến tháng 3. Ngoài vị trí của nó, thì khối lượng hàng hóa khổng lồ di chuyển qua cảng còn bị bọn tội phạm lợi dụng. Theo chính quyền của cảng, năm ngoái, vào khoảng 1,7 triệu container đã quát cảnh qua cảng Montreal bao gồm 70% lượng xe xuất khẩu hợp pháp của Canada và con số này nhiều hơn khoảng 1 triệu container so với hai cảng bờ Đông lớn tiếp theo của Canada cộng lại. Những kẻ trộm xe có thể trộn lẫn các container chứa những chiếc xe bị đánh cắp này vào trong hoạt động buôn bán hợp pháp ra khỏi Canada. Người phát ngôn cho biết, tại Moncton, họ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan biên giới nhưng mà các quan chức cảng chỉ có thể mở container trong trường hợp để cứu mạng người hoặc là ngăn ngừa thiệt hại về môi trường mà thôi. Và hơn 800 cảnh sát từ nhiều cơ quan có thẻ ra vào cảng và nếu như có lệnh sẽ mở container. Tuy nhiên, tại các khu vực hải quan của cảng, chỉ có công chức biên phòng mới được mở container nếu như không có lệnh. Và theo cảnh sát địa phương, thì 3 phần tư số phương tiện được triệu hồi trong dự án Vector là từ Ontario, trong đó có 125 chiếc từ vùng Peel, nơi đã trở thành thủ phủ trộm xe của tỉnh bang. Ông Patrick Brown, thị trưởng thành phố Brampton ở vùng Bill đã cho biết rằng việc mà thiếu sàng lọc container tại cảng Montreal đã khiến cho việc xuất khẩu xe bị đánh cắp trở thành một nỗ lực sinh lời và ít rủi ro. Và ông nói rằng trộm xe là một vấn đề nghiêm trọng ở Canada hơn cả Hoa Kỳ, vì chính quyền Hoa Kỳ sử dụng thiết bị quét trên tỷ lệ lớn hơn nhiều các container vận chuyển. Và tội phạm có tổ chức không gặp rủi ro như vậy ở Hoa Kỳ. Ở Canada thì chúng ta quét ít hơn 1% container. Ông Patrick Brown cũng cho biết rằng khoản tài trợ liên bang trị giá 28 triệu đô vừa được công bố gần đây dành cho cơ quan dịch vụ biên giới Canada nên được sử dụng ngay lập tức để mua máy quét cho cảng Montreal và hai trung tâm vận chuyển ở khu vực Toronto, nơi mà các container di chuyển từ xe sang tàu hỏa và ông nói rằng cảnh sát cũng có thể vào các khu vực do hải quan kiểm soát của những cơ sở đó mà không cần có lệnh hoặc là không cần sự cho phép đặc biệt của CBSA. Và mọi người sẽ có thiết bị theo dõi ở trong xe của mình. Họ sẽ theo dõi chúng đến trung tâm đa phương tiện hoặc là theo dõi chúng đến cảng và cảnh sát địa phương, thậm chí không thể tiếp tục và làm bất cứ một điều gì về việc đó. Quay trở lại trong dự án Vector, thì cảnh sát của vùng Peel đã cho biết rằng quyền tiếp cận các container tại cảng của họ đã bị hạn chế bởi nguồn lực rất hạn chế của CBSA. CBSA không cho biết có bao nhiêu phần trăm container được quét hàng năm, nhưng mà tổng giám đốc khu vực Quebec của cơ quan này cho biết rằng tất cả các container bị cảnh sát gắn cờ đều được nhân viên biên phòng kiểm tra. Chúng tôi muốn có thể quét tất cả các container rời khỏi đất nước này, nhưng mà thật không may, đây không phải là điều gì đó thực tế. Cơ quan biên giới không được phép làm chậm dòng chảy của thương mại. Và tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, CBSA đã thu giữ được 300 phương tiện bị đánh cắp từ các bãi đường sắt ở khu vực Toronto vào năm 2023. Và CBSA cũng đã triệu hồi được 1.200 phương tiện bị đánh cắp tại cảng Montreal. Tuy nhiên, việc mà chặn cảng là biện pháp cuối cùng. Và nói thêm rằng, điều quan trọng là phải triệu hồi các phương tiện bị đánh cắp trước khi mà chúng đến bến tàu vận chuyển. Và đó là bởi vì một khi mà một container chứa đầy xe hơi bị đánh cắp đến cảng Moran sẽ không có đủ lực lượng biên phòng để có thể kiểm tra. Và theo công đoàn đại diện cho các quan chức biên giới, trên thực tế thì vào tháng 2 năm ngoái chỉ có 8 nhân viên biên giới làm việc tại cảng và cơ quan này thiếu không gian để có thể chứa hơn 6 chiếc xe bị đánh cắp được triệu hồi cùng một lúc. Giáo sư tội phạm tại Đại học của Access Phương Quốc Anh, người nghiên cứu về tội phạm có tổ chức đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Việc mà thiếu nguồn lực ở Montreal là điển hình của các thành phố cảng trên thế giới. Cơ quan hải quan đang tập trung nhập khẩu, không ai tập trung vào xuất khẩu. Xuất khẩu không phải là một lĩnh vực khả thi để đầu tư, vì đó là vấn đề của người khác. Và quốc gia duy nhất thực hiện một chút và chỉ một chút điều tra về xuất khẩu đó chính là Hoa Kỳ. Người đã viết về việc mà xuất khẩu xe bị đánh cắp từ thành phố Mongran trong báo cáo năm 2020 về tham nhũng và tội phạm tại các cảng biển đã cho biết và chỉ ra có 2 hoặc là 3% container nội địa được kiểm tra và tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn đối với những container mà rời khỏi đất nước. Tội phạm có tổ chức đã hiện diện từ lâu ở trên bờ sông Mongran và băng đạn West End, nơi mà họ gọi là mafia của Ireland ở Mongran cũng như là mafia ở Ý đều dính líu đến những việc nhập khẩu ma túy bằng cách sử dụng các nhân viên hải quan và công nhân hải quan tham nhũng. Quay trở lại, ông Patrick Brown cũng đã cho biết rằng ông hoài nghi về những tuyên bố rằng các đặc vụ biên giới không thể làm được nhiều hoặc là rằng tội phạm có tổ chức không phải là một phần lý do khiến cho cảng Montreal rất phổ biến với tội phạm. Khi mà tôi thấy CBSA và cảng mong nói lý do tại sao họ không thể làm điều đó. Điều đó đã khiến cho tôi rất nghi ngờ tại sao họ lại bảo về nguyên trạng vốn là một món quà xin lợi nhất cho tội phạm có tổ chức trong lịch sử của Canada. Còn không biết ý kiến của quý khán giả tin người Việt Canada là gì? Mời quý vị chia sẻ cùng bạn tin về vấn đề này. Julie, rất cảm ơn quý vị. Tiếp đến, nghiên cứu mới về tốc độ tăng trưởng GDP của Canada khi không điều chỉnh theo dân số và đây là một bức tranh gây hiệu lầm. Trong khi các chính trị gia đang cầm quyền của Canada thường sử dụng mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội là GDP để làm bằng chứng về hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và chính sách thành công, thì một nghiên cứu mới đã cho biết, thưa quý vị, nếu như các số liệu được trích dẫn không tính đến sự thay đổi dân số, thì chúng sẽ đưa ra một bức tranh sai lệch và các chính phủ canada thuộc mọi tầng lớp trong nhiều năm đã ca ngợi tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta bằng cách sử dụng tốc độ tăng trưởng gdp chung nhưng mà do dân số canada đang tăng đột biến trong những năm gần đây thì việc mà không điều chỉnh tăng trưởng về gdp theo thay đổi của dân số sẽ tạo ra một sai lệch về hiệu quả kinh tế của đất nước và nghiên cứu cho biết rằng giới truyền thông và các nhà phân tích chính trị cũng thường xuyên dựa vào tăng trưởng GDP để làm thước đo về đánh giá hiệu suất của kinh tế và so với các quốc gia khác trong khu vực, cũng như là trong các khoảng thời gian khác nhau. Nhưng do sự khác biệt lớn về tốc độ tăng dân số giữa các nước phát triển và sự gia tăng dân số nhập cư gần đây của Canada, thì giờ đây, việc mà sử dụng GDP đầu người một chỉ số chung về mức sống để đo lường hiệu quả kinh tế sẽ hữu ích hơn. Theo một ví dụ từ nghiên cứu cho thấy rằng từ năm 2000 đến 2023, Canada có tốc độ tăng trưởng GDP chung cao thứ hai trong quốc gia nhóm G7. Tuy nhiên thưa quý vị, sau khi điều chỉnh theo mức tăng trưởng dân số thì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Canada trong cùng kỳ là gần cuối nhóm và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của nhóm G7. Các tác giả đã tính toán rằng không điều chỉnh theo mức tăng trưởng dân số, thì tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Canada là 1,8% trong thời gian đó và chỉ sau Hoa Kỳ với 1,9% mà thôi. Tỷ lệ đó cũng đã vượt mức trung bình của nhóm G7 là 1,4%, vượt qua Anh, Pháp là 1,4%, Đức 1,1%, Nhật Bản là 0,6% và Ý là 0,2%. Sau khi thực hiện điều chỉnh, thay vào đó, so sánh mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người thực tế của Canada hóa ra chỉ là 0,7%, tức là nó tệ hơn mức trung bình 1% của nhóm G7 và kém xa so với mức 1,2% của Hoa Kỳ. Đức 0,9%, Anh 0,8% cũng có kết quả tốt hơn chúng ta. Nhật Bản và Pháp thì ngang bằng với Canada ở mức 0,7%, trong khi Ý xếp sau 0,1%. Các tác giả cũng đã cho biết việc mà nhắc đến tốc độ tăng trưởng GDP tổng thể của Canada một cách rộng rãi và thường xuyên đã làm mờ đi sự hiểu biết của công chúng về hiệu quả kinh tế của chúng ta hơn là làm sáng tỏ điều đó. Họ đã trích dẫn ví dụ về việc một Bộ trưởng Tài chính Liên bang, bà Freeland, phát biểu trước Quốc hội vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 rằng và IMF tức là Quỹ tiền tệ quốc tế và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đều dự báo rằng Canada sẽ có mức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất ở trong nhóm G7 trong năm nay và năm tới. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau nói riêng thường xuyên sử dụng số liệu này và họ lưu ý rằng cựu Thủ tướng Stephen Harper, người lãnh đạo chính phủ Đảng bảo thủ từ năm 2006 đến 2015 cũng sử dụng các so sánh quốc tế về tăng trưởng GDP để làm bằng chứng về chính sách kinh tế thành công. Điều này xảy ra trước giai đoạn 2000 đến 2023 được xem xét trong nghiên cứu. Trong thời gian đó thì Canada có tốc độ tăng dân số nhanh nhất trong nhóm G7 và cũng đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,1%, cao hơn gấp đôi tốc độ của toàn khối G7 0,5% và nhanh hơn nhiều so với Hoa Kỳ 0,7% thưa quý vị. Và trong thời gian đó, dân số Canada đã tăng chính xác là 29,8% so với mức tăng trưởng chỉ có 11,5% của toàn khối G7. Nghiên cứu cũng đã theo dõi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Canada dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Trudeau và bốn người tiền nhiệm. Và số liệu này đã cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Canada trong những năm gần đây đã chậm hơn nhiều so với các giai đoạn lịch sử trước đó. Tăng trưởng trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Trudeau 1,6% Ông Haber là 1,5%, thấp hơn nhiều so với giới thời của ông Brian Mulroney 2,1%, và trước đó nữa là 3,4%, hoặc trước đó nữa là 3%. Khi điều chỉnh, theo dân số thì nghiên cứu cho biết, tăng trưởng kinh tế thực tế trên mỗi người đã gần như là trì trệ từ năm 2015 dưới thời chính phủ của Thủ tướng Trudeau, trung bình chỉ 0,3%. Con số này giảm so với mức 0,5% trong thời gian mà Thủ tướng Harper còn đương chức. Tiếp đến, tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người thậm chí còn cao hơn trong các giai đoạn lịch sử trước đó 0,8% dưới thời của ông Moroney. Và khi mà đánh giá nền kinh tế Canada, điều quan trọng là phải đo lường chính xác hiệu quả kinh tế và mức sống của người Canada không bị nhầm lẫn. <laughs> Tiếp đến, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi một bài viết, một bình luận viên của Hoa Kỳ có tên là ông Bill Maher, đã coi Canada là một câu chuyện cảnh giác về chủ nghĩa thức tỉnh quá độ. Đó chỉ là một trong số nhiều lời chỉ trích mà ông Maher đã nhắm vào Canada trong chương trình của ông được phát sóng vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Ông đã nói trong một đoạn đọc thoại rằng, nếu như chúng ta muốn cứu đất nước của mình, chúng ta nên làm theo lời khuyên của những người theo chủ nghĩa tự do tốt bụng đã đưa ra trong nhiều thập kỷ và học hỏi từ các quốc gia khác đặc biệt là những quốc gia có dấu hiệu của chủ nghĩa tiến bộ như Canada, Anh và Scandinavia. Tôi đồng ý rằng chúng ta nên làm như vậy miễn là chúng ta trung thực về những bài học mà chúng ta đang học và miễn là chúng ta cập nhật dữ liệu hiện tại. Sau đó, ông lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ là 3,8%, trong khi ở Canada lại là 6,1%, một con số đã được cơ quan thống kê Canada xác minh. Và mà Maher cũng đã cho biết, 14 trong số 15 thành phố ở Bắc Mỹ bị ô nhiễm không khí tồi tệ nhất là ở Canada. Đây là những thông tin đã được liệt kê trong báo cáo Chất lượng không khí thế giới năm 2023. Ông nói, tôi không thích giận những số liệu thống kê này vì tôi có nó cho Canada. Tôi yêu Canada và con người nơi đây và luôn như vậy. Nhưng mà tôi ghét lời nói dối của thay ma. Đó là khi mà mọi thứ thay đổi nhưng mà những gì mọi người nói về họ thì lại không. Sau đó, ông cũng đưa ra ví dụ về việc mà Canada chúng ta từng là nơi bình dị dành cho những người theo chủ nghĩa tự do, nhưng mà mọi thứ đã thay đổi. Năm ngoái, Canada có thêm 1,3 triệu người và một con số rất lớn trong một năm, tương đương với việc mà Hoa Kỳ thêm 11 triệu người di cư trong một năm. Còn bây giờ, họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở thậm chí còn tồi tệ hơn chúng ta, ông Mayer đã nói. Giá trung bình của một ngôi nhà ở Hoa Kỳ là 346.000 đô, trong khi ở Canada, khi mà quy đổi sang đô la Mỹ thì là khoảng 487.000 đô. Và ông cũng nhắm đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của toàn dân Canada mà ông cho rằng hệ thống này đã xếp cuối cùng trong số những quốc gia có thu nhập cao về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và khả năng gặp bác sĩ trong một hoặc là hai ngày. Ông Bill Mayer tiếp tục nói rằng Canada là một câu chuyện cảnh báo cho đất nước của ông đang hướng tới chủ nghĩa cánh tả. Và thành thật mà nói thì Canada tôi không nói bất cứ một điều gì về điều này vì tôi thích nó nhưng mà tôi cần phải trích dẫn canada như một câu chuyện cảnh báo để giúp đỡ đất nước của chúng ta và bài học của câu chuyện đó là có bạn có thể di chuyển quá xa về bên trái khi mà làm như vậy bạn sẽ đẩy những người ở giữa sang bên phải và điều tồi tệ nhất là canada là điều mà cử tri hoa kỳ nghĩ sẽ xảy ra khi không có ai kiểm tra tình trạng thức giấc quá mất Người ta nói trong chính trị những người theo chủ nghĩa tự do là bàn đạp ga, còn những người bảo thủ là bàn đạp phanh. Và tôi nói chung là ủng hộ bàn đạp ga, nhưng mà tôi sẽ không như vậy nếu như chúng ta đang lái xe hướng tới vách núi. Không biết quý vị ý kiến của quý vị trong bài phân tích và những lời nói vừa rồi như thế nào mời quý vị chia sẻ cùng với tin người Việt Canada. Tiếp đến là thông tin giám đốc điều hành của Bell đã cho biết rằng tin tức Canada sẽ chết nếu như mạng truyền hình tư nhân biến mất. Giám đốc điều hành đó là ông Michael Bybrick đã nói với Ủy ban Di sản của Hạ viện. Trong buổi điều trần vào ngày 11 tháng 4, công ty của ông đã mất hơn 100 triệu đô doanh thu quảng cáo trên truyền hình khi mà ngày càng có nhiều người chuyển sang định dạng kỹ thuật số. Và vào tháng 2, công ty đã công bố kết quả kế hoạch cắt giảm 9% lực lượng lao động, tương đương với 4.800 việc làm và bán 45 trong số 103 đài phát thanh trên khu vực toàn quốc. Và nếu như không có hệ thống phát thanh của Canada, sẽ không có tin tức nào ngoài trừ CBC. Chúng ta cần phải tìm ra cách giữ cho tin tức của Canada tồn tại. Và ông Bybrick cũng đã chia sẻ rằng, giải thích công ty của ông lỗ 180 triệu đô vào năm 2023 so với năm trước, đồng thời Quảng cáo thông thường cũng đã giảm tới 140 triệu đô, trong khi dịch vụ tin tức của Bell lại lộ khoảng 40 triệu đô. Và Bell là một công ty nhỏ so với các tập đoàn khổng lồ của Hoa Kỳ như là Disney và Amazon. Amazon lớn hơn Bell 63 lần và họ cạnh tranh trực tuyến với chúng tôi và tạo ra những doanh thu từ hoạt động phát trực tuyến ở Canada hơn chúng tôi và họ không phải đóng góp gì cho ngành truyền thông Canada và đó là điều mà chúng ta nên nói tới. Ông cũng đã nhận được sự phản đối từ nghị sĩ đảng tự do. Nghị sĩ này nói rằng, chúng tôi đưa tiền cho Bell và có vẻ như là Bell mong muốn quay trở lại thỏa thuận cũ, đó là bảo vệ bản thân họ khỏi sự cạnh tranh và nghiêng các quy tắc đó có lợi cho mình. Còn nghị sĩ đảng tự do cũng đã chỉ trích ông Fabric, lưu ý rằng giám đốc điều hành của Bell đã kiếm được 13 triệu đô chỉ trong năm 2023 và điều này ông Fabric cũng đã xác nhận. Còn lãnh đạo của đảng NDP Jamesin lưu ý, Bell đã chia cổ tức 3,7 tỷ đô cho các công ty cổ đông và mua lại hơn 140 triệu đô cổ phiếu vào năm 2023. Và đó có thể là một lựa chọn ưu tiên người lao động bằng số tiền. Còn người gì đang bảo thủ cũng đã chỉ trích cho rằng việc mà sa thải hàng ngàn người là không chính đáng. Công ty này đã nhận được hàng trăm triệu đô từ các khoản tài trợ của chính phủ, mà hãy nhớ rằng là tiền của người nộp thuế. Tuy nhiên đây là một công ty vừa sa thải 6.100 người nộp thuế đó. Đầu năm nay, ông Bybrick cũng đã công bố một lá thư nêu rõ lý do sa thải, cho biết rằng mức cắt giảm lực lượng lao động là lớn nhất trong gần 30 năm. Ông trích dẫn một nền kinh tế khó khăn, cùng với hoạt động của Ủy ban Viễn thông Canada khi mà họ cho phép các đại lý bên thứ ba truy cập vào mạng cấp quan tốc độ cao của Bell. Mà tập đoàn này đã đầu tư hàng tỷ đô và điều này đã làm giảm cơ hội thu lại những khoản đầu tư hàng tỷ đô của mình. Vừa rồi là những tin tức cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn nếu như quý vị tiếp tục để lại bình luận cho bản tin. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.